Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn hôm nay mình sẽ giới thiệu tất cả các xe. Thì bây giờ xin mời ba quay cho các bạn xem từng xe nha. Đây là chiếc xe cấp cứu 114, rất là nhỏ ha, cẩn thận. Tiếp theo đây là hai chiếc xe, thứ nhất là chiếc xe bình thường và thứ hai là chiếc xe cảnh sát. Đây có lá cờ Mỹ, ở đây nó có rất là nhiều tiện nghi, bên này có thể bỏ ra được luôn. Đây rất là đẹp nha. Rồi chiếc bên này cũng tương tự như bên này thôi. Xe cảnh sát nó hơi bị hết điện, hết pin, với lại nó bị gãy ở bên đây. Là một chiếc xe ô tô bình thường nhưng mà đây là xe điều khiển của Mỹ. Xe này là xe cẩu luôn nhưng mà em mình phá mất đi. Đây cũng xe cẩu luôn nha các bạn, dễ thương lắm. Xe nâng, đây là xe nâng nha các bạn, nâng á. Trước ba mình đi làm cho bia, ba mình cho em mình á ngồi trên xe này nè, tự nhiên ứng cái gì đó mà cái này nó nâng lên. Rồi rất là đẹp ha. Tiếp theo là một xe của Godzilla. Xe này cho búp bê ngồi được á, hình như búp bê có khớp á các bạn, mình không có biết là khớp nào không nữa, mình ra mình lấy cho. Rồi nha, này rồi nha, mình hay cho búp bê nhỏ cài ở sau đây rồi đứng ở đây. Đây có tên lá được, rất là đủ thứ, có tính nữa. Tiếp theo mình sẽ xe này đi. Xe này cũng Mỹ nha, xe này cũng là Mỹ luôn. Mình có mua xe này về đó. Đây cái chỗ đổ xăng này rất đẹp. Ui, nhỏ quá. Tiếp theo cái đặt xe này. Này đi. Đây là xe rác. Đổ được luôn cái đặt. Đây, đổ bỏ rác đây. Và tiếp theo là xe trộn bê tông. Đây, ở đây có cái cần đây. Rồi mình xoay các bạn. Nhưng mà nó hết xoay được rồi á. Thì sao á? Ủa, lớp gì? Xe này em mình chơi răng mà chiều nó bể luôn. Thôi kệ, chịu mình lại. Sao nha các bạn, em mình chơi nó phá, chịu phá. Tiếp theo đó chính là xe này. Xe này hình như là xe đổ rác mà em mình nó bể cái cần đổ rác. Xì luôn. Em mình cho nó phá. Phá luôn các bạn không cảm nha. Sự cố vừa rồi các bạn không cảm nhìn mình luôn. Tiếp theo mình sẽ giới thiệu xe này đi. Xe này là xe chữa cháy. Có cái vòi, có bậc thang. Cái này là lính cứu hỏa lên cứu em bé. Và cái này là cho người xuống. Cái này là vừa thức, cái này là vừa cho, cái này
em mình á, màu xám nhưng mà nó hết pin. Để mình chơi bỏ pin. Đây dễ thương, cái này ba mình mua pin.